chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 8 tháng 6 của báo Hà Tĩnh. Mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin chi tiết dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày có mưa, rải rác mưa vừa và dông, có nơi giảm mây, trời hửng nắng, chiều và đêm thì có mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 31 độ C. Riêng tại một số khu vực vùng núi cao như là Sapa, tỉnh Lào Cai, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, nhiệt độ thấp nhất dưới 20 độ C. Chuyển sang khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày có mưa, mưa vừa và dông rải rác, có nơi giảm mây, có nắng. Chiều và đêm thì có mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 23 đến 32 độ C. Còn với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực phía Bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng, riêng Hà Tĩnh có nơi nắng nóng nhẹ, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Nam từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 26 đến 35 độ C. Trong khi đó thì từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao hơn, dao động trong khoảng từ 28 đến 37 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận nhiều nơi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trưa và chiều có mưa rào và dông vài nơi, đặc biệt là tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 27 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có nơi mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 34 độ C. Riêng Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C. Xuôi xuống khu vực Nam Bộ, mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ ở Nam Bộ dao động trong khoảng từ 26 đến 36 độ C. Trong ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ cần đề phòng mưa dông có khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng, khu vực đô thị. Và vừa rồi là tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước. Còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các khu vực ở Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 28 đến 36 độ C, độ ẩm trung bình ở mức 75 đến 82%. Chuyển sang khu vực miền núi phía Tây, mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 36 độ C, độ ẩm trung bình nằm ở mức từ 75 đến 80%. Còn với khu vực thành phố Hà Tĩnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại thành phố Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 28 đến 35 độ C, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Ở phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh, thành phố trên cả nước trong ngày 8 tháng 6.